tay tua này. Đấy, bao mì như thế này mà đã trả hàng đây. Thông tin lên hàng đây. Rửa đã nhỉ. Thank you.
lên mấy nè. Máy chạy rất là êm ái nhá. Người một thì chỉ nhồi đến tốc độ 1, 2, 3 thôi. Đây, tăng tốc độ lên. Ừ. Đây, tốc độ 3 này. Ừ. Máy chạy cực kỳ êm luôn. Kể cả có một cái trần F mà 20 triệu thì cũng không lừng như thế này đâu ạ. Có video so sánh giữa cái trần F và cúc ly đấy ạ. Bình thường là những cái nước ở giai đoạn đầu mình chỉ bật mà tốc độ 2 thôi, đến khoảng 8 phút cuối thì mình bật tốc độ cao hơn thì mình đi trộn bơ. Nó chạy như này mà. Ơ đừng vào khung hình cho con. Thank you.
bột rồi đấy mọi người. Chờ khoảng 15 phút nó mịn thì bắt đầu mình cho bơ vào nhá.